Kính thưa quý vị, như chúng ta đều biết, theo Đảng Cộng sản Việt Nam thì sinh nhật của ông Hồ Chí Minh là ngày 19 tháng 5. Có một sự trùng hợp kỳ lạ là kẻ giết người diệt chủng hàng loạt ở bên Campuchia là Pol Pot Khmer Đỏ đó thưa quý vị, cũng có cùng ngày sinh nhật với ông Hồ Chí Minh là ngày 19 tháng 5. Và để đóng góp cho ngày sinh nhật của bác được rậm đám, anh Chi và TTV xin giới thiệu đến quý vị một bài viết của tác giả Nhân Tuấn Trương với tựa đề Viết nhân dịp sinh nhật bác, chữ bác được đặt trong dấu ngoặc kép để cùng góp vui cho chương trình. Ông Nhân Tuấn Trương viết như sau. Mỗi năm đến ngày 19 tháng 5, lần lượt các bài viết về nhân vật Hồ Chí Minh lại được báo chí Việt Nam đăng tải dày đặc như nấm gặp mưa đầu mùa. Biết bao nhiêu chi tiết về đời sống, về đời tư cá nhân cũng như các giai thoại mà thiệt ra chỉ có mỗi ông bác mới có thể kiểm chứng được. Ấy vậy mà lại được các bộ óc siêu việt nặng ra nhằm tô điểm cái vầng hào quang của nhân vật này. Người thì nói bác là danh nhân văn hóa thế giới, người thì nói bác theo chủ nghĩa dân tộc, người thì còn dẫn lời nói của bác về kích nữa cơ. Ôi dồi ôi, nếu kích có lợi cho ruộng đồng thì tại sao không dùng? Ý nói là bác còn đi trước cả Đặng Tiểu Bình về chủ nghĩa thực tiễn mèo trắng mèo đen cả mấy thập niên ấy. Tức là ông Hồ theo chủ nghĩa thực dụng. Rồi, có nơi còn xây chùa này tầm cỡ quốc gia luôn nha quý vị, như Đại Nam Quốc Tự, để mà đưa bác lên bàn thờ, chỉ ngồi dưới ông Phật thôi. Tất cả những lời bốc thơm của báo chí về nhân vật này thực ra chỉ là bốc thối, vì chúng toàn đượm chất Lê Văn Tám. Ông Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa thế giới à? Xét lại lịch sử Việt Nam ở cái thời ông Hồ lãnh đạo đi, xã hội Việt Nam có thể sánh với một xã hội bán khai ấy. Nền văn hóa của Việt Nam đã được bao đời tiếp nối gầy dựng bỗng chốc bị xóa sạch. Những tác giả, những gương mặt nghệ sĩ, trí thức, nhà văn, nhà giáo, địa chủ, nó đều lâm vào cái vòng tù tội. Một người có thể bị quy tội nặng nếu mà người này đọc hay là tồn trữ các tác phẩm của các tác giả kia. Thậm chí là một người có thể bị bắt khơi khơi vì có tư tưởng phản động. Và các nạn nhân của nhân văn giai phẩm, có người còn sống, họ chính là những bằng chứng. Có nhà văn hóa nào mà lại ra tay tàn độc với văn hóa như vậy không? Chỉ có cái thứ văn hóa của tên đồ tể. Nhiều nỗ lực nhằm cứu vãn và phục hưng lại mảng văn hóa nước nhà này. Thật công lao, công đức trân trọng biết bao nhiêu cho những người chủ trương. Mọi người Việt cần ghi nhớ. Ông Hồ là một người theo chủ nghĩa thực dụng không? Nhiều giai thoại đã được kể ra chung quanh ông Hồ. Cái câu lạc mềm buộc chặt của dân gian được các văn nô gắn liền cho ông Hồ. Hay là các cái triết lý về kích theo cái lối mà trí thức không bằng cục phân của Mao Trạch Đông á, nếu kích mà có lợi cho ruộng đồng thì tại sao không dùng á, cũng được gắn vào miệng của ông Hồ. Rồi nếu mà ông Hồ theo chủ nghĩa thực dụng như Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc thì đâu là thành tích hay là hệ quả của chính sách thực dụng này? Không phải ông Hồ là người lãnh đạo tối cao của đất nước hay sao? Không có gì cả thưa quý vị. Dân Việt Nam dưới thời ông Hồ lãnh đạo là một dân tộc xếp hàng cả ngày, được xếp vào cái loại chậm tiến và đói kém nhất thế giới. Nếu còn ông Hồ cho đến ngày hôm nay, xã hội hiện tại Bắc Hàn chính là tương lai hay là đang là xã hội của Việt Nam đấy. Thật may là bác chết sớm. Người dân Việt hàng ngàn năm nay đã gánh kích này, nước giải này, tro này, gọi chung là phân chuồng để mà bón cho ruộng đồng, cho cây cối được tươi tốt. Bây giờ cũng có bóng của ông Hồ trong gánh kích nữa thì thiệt thối không chịu được. Ông Hồ là người theo chủ nghĩa dân tộc hả? Theo tài liệu phía Trung Quốc công bố gần đây thì nguyện vọng của ông Hồ trước khi nhắm mắt là được nghe một bản nhạc tiếng Hoa. Một nữ y tá người Hoa, chung nhóm y sĩ người Hoa từ Bắc Kinh gửi sang nhằm cứu chữa cho ông Hồ lúc ấy đã hát một bản, dĩ nhiên là cũng hát bằng tiếng Hoa. Thế là ông Hồ đã được mãn nguyện, ông đã đi vào giấc thiên thu bằng tiếng hát dịu êm, tiếng Hoa do một người Hoa diễn tả. Trước đây, tôi có viết một bài ngắn để đặt lại vấn đề này. Báo chí trong nước, báo còn đảng còn mình nếu tôi không lầm, sau đó có dựng lại một huyền thoại khác với một nội dung tương tự, cho rằng trước khi chết, ông Hồ yêu cầu được nghe một bản nhạc. Một người ca sĩ nhân dân tên gì tôi không nhớ, lúc đó có mặt liền hát một bản dân ca Việt Nam và ông Hồ đã đi vào giấc thiên thu bằng tiếng nhạc đó. Theo các chứng cứ lịch sử kiểm chứng được thì lúc ông Hồ sắp lâm chung,
Ông được đoàn y sĩ của Mao Trạch Đông gửi sang từ Bắc Kinh ha để chăm sóc. Ông nhắm mắt lìa đời dưới sự chứng kiến của nhóm y sĩ này. Vấn đề đặt ra là có sự tình cờ nhiệm màu nào của Thượng Đế sắp xếp một ca sĩ nhân dân của Việt Nam dưới vai trò một y tá để mà túc trực cạnh giường bệnh của ông Hồ, để mà hát một bản dân ca cho ông Hồ nghe đúng cái lúc mà ông ấy muốn nghe trước khi nhắm mắt không? Chỉ có huyền thoại của mấy ông bút nô vụng về dựng lên, chứ không có cái phép màu nào cả. Ông Hồ lìa đời không hề có một lời trăn trối liên quan đến tình hình đau khổ của người dân Nam cũng như Bắc lúc đó. Trong bản di chúc thật cũng như giả, không hề thấy một dòng nào nói về vận mạng của dân tộc và đất nước Việt Nam cả. Ông chỉ lo ngại về sự xích mích của hai nước đàn anh Nga Xô và Trung Cộng. Ông trăn trối lại rằng ông sắp về gặp các bác, các Mác và Lenin rồi. Khi chết, ông không hề nói sẽ gặp tổ tiên, những người gầy dựng lên đất nước mình, mà chỉ nhắc là sẽ gặp những người ngoại quốc Tây Phương. Ông đi vào cái chết bằng tiếng hát, không phải là tiếng mẹ đẻ. Điều này cho thấy ông chỉ là một nhà vô sản chân chính. Ông là một mô hình trung thực nhất của cái người vô sản chân chính, vô thần, không có tổ quốc, không có gia đình, không có nguồn cội. Cuộc sống và cái chết của ông như để chứng minh cái việc này, thậm chí là dư luôn, dư để mà chứng minh cái việc này luôn. Bác theo chủ nghĩa dân tộc ở cái chỗ nào? Có chăng là chủ nghĩa dân tộc Hán? Về nội chiến Nam Bắc, ông Hồ xem đó là một cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. Thật là may cho các dân tộc Nhật, Hàn, Đức đã không có một lãnh tụ như ông Hồ. Thử tưởng tượng, nếu mà dân Bắc Hàn mở cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, thì dân Nam Hàn sẽ ra sao hả thưa quý vị? Đến hôm nay cũng vẫn còn hơn 2 vạn quân Mỹ đóng ở Nam Hàn kia kìa. Và dân Đức cũng vậy đó. Trước khi thống nhất, Tây Đức cũng có vài vạn quân Mỹ đóng ở đó. Nếu mà dân Đông Đức mà cũng mở một cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, thì dân Đức hôm nay cũng như dân Nam Hàn hôm nay chắc cũng phải te tua sống dưới chế độ xếp hàng cả ngày. Về vấn đề lính Mỹ đóng ở Nam Hàn, ở Nhật hay ở Tây Đức, phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô cầm đầu đều gọi các chính quyền đó là tay sai cho Mỹ. Miền Nam Việt Nam cũng y như vậy. Quân Mỹ đóng ở miền Nam lúc đó được gọi là quân cướp nước và chính quyền miền Nam là quân bán nước. Ngày hôm nay, nhiều tài liệu đã được bạch hóa, người ta mới nhìn nhận một cách trễ tràng rằng trong vấn đề giữ nước, chính quyền miền Nam mới là cái phía chứng tỏ một cách cụ thể. Thử đưa thí dụ về tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa qua bạch thư của Việt Nam hiện nay. Nội dung của bạch thư này là nội dung của bạch thư Việt Nam Cộng Hòa có sửa đổi thêm thác chút đỉnh, mà đó là bạch thư của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 nha thưa quý vị. Trong đó chỉ nói đến thành quả gìn giữ hai quần đảo này của chế độ miền Nam mà hoàn toàn vắng bóng các thái độ phải có của miền Bắc. Nên biết rằng Hoàng Sa và Trường Sa được miền Bắc giao cho Trung Quốc từ năm 58 rồi. Lúc đó ông Hồ còn đang nắm trọn quyền hành. Chính ông Hồ mới xứng đáng cái lời nguyền do chính ông đặt ra cho dân quân miền Nam là quân bán nước. Cuộc chiến của ông Hồ mở ra gọi là chống Mỹ cứu nước. Thật ra là một cuộc chiến gà nhà bôi mặt đá nhau, không hề đem lại lợi ích gì cho dân tộc và đất nước, ngoài tập đoàn tư bản đỏ cướp đất của dân hiện nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra là tiêu tàn cho đất nước, nghèo đói cho người dân, văn hóa, luân lý, đạo đức, nền tảng xã hội đều rệu rã. Nguyên nhân ai nếu không phải là do ông Hồ? Bây giờ có phong trào đưa ông Hồ lên làm Bồ Tát. Tượng của ông Hồ đúc bằng đồng, to lớn ha, chễm chệ ngồi trên bàn Phật ha. Phía dưới là thiện nam tín nữ tụng niệm ha, Nam Mô Ác Quỷ Nhập Cửa Thiền á. Nam Mô Vô Sản, Vô Gia Đình, Vô Tôn Giáo, Vô Tổ Chức, Vô Luân, Vô Sĩ, Đại Giang, Đại Biệp, Đại Ác, Bán Nước, Buôn Dân, Đại Nam Quốc, Vô Sản, Đại Thượng Sư Hồ Chí Minh Bồ Tát á.
Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Cô cái mõm vào đây, đục chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Thế thôi, không nên. Đây. Đây sao? Chọc. Sao cụ thế? Để cạnh đồng đồ cung học này. Đấy, được rồi. Rò tao, đứng vào. Không, 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 chưa sâu. Đọc, chưa lấy cái nó đâu. Thì đúng chỗ đấy. Sao cụ thì sao? Nhưng, nghiêng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi xong nó lấy nó chảy ra. Đây là cái mõm nó này hất ra thì cho. Thế mà tiết nó phải chảy ống ốc cơ. Kéo đánh cái cành nhỏ. Hứng nữa vào, không lấy nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa là ra đấy. Nhiều, chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Not,